Bây giờ hãy tiếp tục học bài 84 tương với phần 5 bài 28 quyển 2. Tỷ 84 cửa. Đầu tiên hãy nghe phải nhắc lại từ ánh sáng mặt trời. Yáng quang. Âm Hán Việt là dương quang. Yáng. Yáng. Quang. Quang. Yáng quang. Yáng quang. Có ánh sáng mặt trời. Yǒu yáng quang. Yǒu yáng quang. Chỗ có ánh sáng mặt trời. Yǒu yáng quang de dì fǎng. Yǒu yáng quang de dì fǎng. Không có ánh sáng mặt trời. Mấy yǒu yáng quang. Mấy yǒu yáng quang. Chỗ không có ánh sáng mặt trời, địa phương không có ánh sáng mặt trời. Mấy yǒu yáng quang de dì fǎng. Mấy yǒu yáng quang de dì fǎng. Lâu lắm không có ánh sáng mặt trời rồi. Hǎo jiǔ mèi yǒu yáng quang le. Hǎo jiǔ mèi yǒu yáng quang le. Buổi chiều thì sẽ không có ánh sáng mặt trời nữa. Nguyên văn là buổi chiều thì không có ánh sáng mặt trời rồi. Xia wǔ jiǔ mèi yǒu yáng quang le. Xia wǔ jiǔ mèi yǒu yáng quang le. Buổi chiều thì sẽ không có ánh sáng mặt trời nữa đúng không? 下午就没有阳光了吧? 下午就没有阳光了吧? Căn hộ này. 这套房子. 这套房子. Buổi chiều thì sẽ không có ánh sáng mặt trời nữa đúng không? 下午就没有阳光了吧? 下午就没有阳光了吧? Vâng ạ. 是的. 是的. Hãy nói lại buổi sáng, chỉ buổi sáng nói chung. 上午. Buổi chiều. 下午. Sáng chiều. Hãy nghe và nhắc lại. 上下午. 上. 下. 午. 上下午. 上下午. Ngày mai sáng chiều. 明天上下午. 明天上下午. Ngày mai sáng chiều đều có công việc. 明天上下午都有工作. 明天上下午都有工作. Ngày mai sáng chiều đều có thời gian. 明天上下午都有时间. 明天上下午都有时间. Sáng chiều đều có ánh mặt trời. 上下午都有阳光. 上下午都有阳光. Loại mà sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời ấy. 上下午都有阳光的. Trong đó từ loại được hiểu ngầm, ở đây chỉ loại phòng, loại căn hộ.
上下午都有阳光的。Muốn lấy loại mà sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời ấy. Xiáng yào shàng xiā wǔ dōu yǒu yǎng guāng de. Xiáng yào shàng xiā wǔ dōu yǒu yǎng guāng de. Hay là vẫn là. Hái shì. Hái shì. Tôi vẫn là muốn lấy. 我还是想要 Loại mà sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời ấy. 上下午都有阳光的 上下午都有阳光的 Tôi vẫn là muốn lấy loại mà sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời ấy. Hãy nhắc lại căn hộ này. 这套房子 Buổi chiều thì sẽ không có ánh sáng mặt trời nữa đúng không? 下午就没有阳光了吧? 下午就没有阳光了吧? Vâng ạ, đúng vậy ạ. 是的. Tôi vẫn là muốn lấy loại mà sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời ấy. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ, nặng. Chiêng, trùng. Nhận gửi email. Show file email. Đi ngân hàng. Chuyển ngân hàng. Dài, ngắn. Tráng, toán. Tuổi cậu, tuổi chó. Số cậu. Cách đây bao xa? Lý trời yếu tôi yuẩn. Lạc đường rồi. Mí lù lọ. Thứ hai tư sáu. Châu y san ủ. Có biết lái xe hay không? Chỉ lái ô tô. Huệ huệ khai trưa. Đề cao rất nhanh. Thí cao được khẩn khoải. Cực kỳ nghiêm túc. Phê tráng rèn chân. Vừa nãy. Căng thái. Qua một lát rồi hay gọi. Quấy khuấy giải tả. Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cân liều xứa sân đại biểu tuổi bị xài. Thi thâu phổ. Khảo thô phú. Cá và thịt bò. Yú khứa níu rẩu. Tiêu hóa không tốt. Xiao hóa bù hảo. Cảm thấy trống trải.
cảm thấy chỉ mổ. Đi khiêu vũ một chút. Chú theo theo vũ. Không vừa ý lắm. Bú thải mái gì. Lại dẫn anh đi xem thêm. Giải đại nín truy khẳng. 82.1 Chú phán của sự. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xào lờ đẻ. Tầng 18 trên lầu. Lầu sảng 13 tầng. Lên trên xem. Sảng trí khẳng khẳng. Hơn 30 mét vuông. 30 đô bình phang mỹ. Sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. Sáng xa ủ đều có ánh sáng mặt trời.